trung bình đó thì cỡ ký 7, ký 8 này. Dạ. Nào cảm thấy dơ là tắm không? Cái gà nào cũng tắm hết vô đây. Cái con gà này là ngửi là mình nghe được cái mùi thơm của cái bộ lông luôn á. À, chỗ này còn cái phần đuôi bên này để cho nó không bị dính. Đúng rồi. Phải tinh tế mới được. Tại vì đây là một cái vòng liền. Đúng cái vòng rồi. Này nó liền vòng đúc. À, vòng đúc có vòng nghĩa đúc. Người ta đeo từ nhỏ đó. Dạ, đeo từ khi mà nó sanh ra người ta phân lô, phân số, đồ mỗi từng con hết. Dạ chào cô bác, quý anh chị ạ. À. Thì hôm nay ở Bùi Hồ đang ở huyện Châu Thành của tỉnh Tây Ninh. À, hôm nay tìm về đây để mà quay một cái clip độc lạ cho cô bác quý anh chị xem. Đó là những cái con gà Oganaki hay anh Long. Mình phải chăm sóc nó kỹ vậy anh, phải bỏ trong cái phòng nhiệt độ thích hợp ha. Ở máy lạnh luôn á. Ai ai. Nó cứ 25 26 độ. Dạ. Không hơn mà cũng được thấp hơn. Con gà nó mát mẻ, nó sẽ ra nhiều. Vô có vô vô. À, bà nó quay. Nè, con gà này à, nó được bao nhiêu năm rồi anh? Con này chắc nó tầm 3 tuổi mấy, 3 năm rưỡi. Dạ, nó là ba anh đuôi của nó là 3m2. Cỡ đó chút xíu. À, nuôi cái giống gà như thế này có khó lắm không? Cũng dễ, không có gì. Dạ. À, chủ yếu mình cho nó ăn uống sạch sẽ, khí hậu thích hợp, rồi với mình cho nó ăn đạm đồ nhiều, đặc biệt cái nói chung mình dễ cũng không. Còn gà con thì mình nuôi thì chủ yếu nơi thoáng mát, đừng có nắng, đừng có gió là sẽ ok. À, mình đã nhập về Việt Nam lâu chưa? Anh nhập về gần 3 năm. Dạ. Lúc con này nhập về là cái đuôi nó chắc cũng cỡ này, mét hai. Vậy là cái con gà này là anh nhập về đầu tiên? Không, cái con đầu tiên là cái con điều kia của anh kìa. Bây giờ anh cắt đuôi, anh đổ mái rồi. Con đó hồi đó gần 5 mét rồi. Những con này con nào mà đạp mái là mình phải cắt đuôi để cho nó đạp, nó con giống nó có... Điều đặc biệt của nó là khi mà cái đuôi của nó đó anh, là nó chỉ dài cái phần đuôi thôi hay là về nguyên cái bộ lông đó nó đều dài hết? Nó dài cái phần đuôi với cái phần mã, nhưng mà con này thì cái mã nó bị đứt nhiều do lúc trước anh cho nó đạp mái. Còn cái phần đuôi thì mình chăm tốt thì cái đuôi nó ra hoài đẹp lắm. Con này có ăn hết mấy mà cái đuôi nó... Cái trọng lượng của con gà này thường lớn nhất là bao nhiêu ha anh Long? Trọng lượng nó lớn nhất cái tầm khoảng 2kg nè. Trung bình nó thì cỡ ký 7, ký 8 nè. Dạ. Cái tuổi thọ của nó cái tuổi thọ của nó so với con gà của Việt Nam của mình thì tuổi thọ nó lâu hơn không? Tuổi thọ theo như anh biết thì từ 10 đến 15 năm không hơn thôi. Dạ. Thả cho đi cho coi đã. Con gà mà phải nuôi bằng cho nó ở máy lạnh với cái nhiệt độ thích hợp. Đây là cái con gà trống. Vậy thì cái con gà mái của nó đuôi nó có dài không anh? Không, gà mái đuôi nó cũng giống như mấy cái con gà mái Mỹ bình thường vậy thôi. Tí anh dẫn ra cho con. Dạ. Ở đây mỗi một hộp của nó là có một con gà. Khi mà cái lông như bé vậy anh chưa có cho lên ha. Khi mà lông mã, lông đuôi nó chạm đất, nó đụng là bắt đầu anh tập cho nó đưa lên. Hiện nay anh đã like được bao nhiêu con rồi anh Long? Bao nhiêu con gà con như thế này? Anh nhân giống hay nhiều lắm. Bán nhiều. Anh dạ. Có một loại rồi cho nên không có like. Anh giống ra rất nhiều. Ôi em thấy con gà con thì nó nhỏ là nó chỉ toàn là màu trắng thôi. Không, nó nhiều màu lắm. Nhiều màu lắm hả? Đây. À, nó mới nở. Đây.
Dạ. Lúc nó nhỏ thì nó cũng không khác so với là gà của mình là bao nhiêu anh ha. Nó cũng y như gà con rồi. Dạ. Con này con sau đó được mất máy rồi. Nè, cái nó cứ dài mà nó dài qua. Con này là nó được được bao nhiêu tháng rồi anh? Con này chắc tầm 13, 14 tháng. Dạ. Quá đẹp luôn. Nè, vậy là bắt đầu nó ra hoài. Cái lúc mà anh nhập về Việt Nam mà cái con gà này từ Nhật á, nó có khó khăn đối với mình không anh? Lúc con gà này anh nhập ở Croatia. Dạ. Của nó là nước cao. Nó mới về cũng khó. Nuôi cũng rất dễ. Anh nhập một cặp trống máy luôn. Anh nhập là một lần đầu anh nhập một bộ. Nói kêu một bộ là một con trống, hai con máy. Dạ. Lần hai anh nhập thêm hai bộ luôn. Cái này em hỏi tế nhị tí nha anh Long. Ví dụ như con gà nhỏ như thế này, giống gà của mình như thế này thì giá trị của nó là khoảng bao nhiêu tiền? Như tầm con này bây giờ nếu mà anh bán cho anh em chơi á, 3 triệu rưỡi đến 4 triệu. Dạ. Còn con trưởng thành giống như con gà mà anh mới cho em xem đó là nó khoảng bao nhiêu tiền? Con này hả? Dạ. Con này anh không bán. Con này nó nghe vô giá. Anh đã thích rồi bao nhiêu anh không bán. Dạ. Tầm con này thì cỡ, nếu mà con này cũng đẹp anh mua anh cũng không bán. Con này thì cỡ 30 đến 35 triệu. Ồ, con gà phải tắm xà bông luôn hả? Xà bông thì được xả nữa rồi em. Không, xả con. Anh tắm hay tắm? Anh với thằng em tắm. Thằng tắm thằng dẫn. Mỗi ngày vậy thì mình cái việc mà chăm sóc mà tắm cho nó lâu không anh? Không, đâu có tắm mỗi ngày á. Tôi đóng ngày đâu. Cả tháng mới tắm một lần. Nào cảm thấy dơ là tắm thôi. Cái ngày nào cũng tắm hết đi đây. Cái con gà này là ngửi là mình nghe được cái mùi thơm của cái bộ lông luôn á. Con gà này nó bằng với tuổi thọ con gà mà lúc nãy anh cho em xem. Nó nhỏ lắm, con này mới có 5. Dạ. 12, 13 tháng à. Có thể hơn 5, 3, 3, 3. Em thấy ở trong mình là có hai màu. Một là màu nguyên bộ lông màu trắng. Còn một là màu đen trắng. Có màu nè, à đây nữa nè. Đây có một cái màu khác nè. Đây nè, giống gà Onagadori nè. Quá đẹp luôn. Cái chuồng nó, cái cách chăm sóc nó là mình tự nghĩ ra hay là cái mình học ở bên bên nước ngoài về? Cái chuồng thì anh cũng lên mạng anh coi rồi cái anh chọn, nói chung chuồng này anh thiết kế theo riêng anh, cái chuồng nó giống. Dạ. Ôi sao mình phải cuột lại? Để nó đi phân không có dính nè. Tại nó già quá nó lòng phòng. Ồ, cái thiết kế của anh ở bên đây là mình để ở bên đây cho cái phần đuôi nó nằm ở bên đây. Khi mà nó đi phân ở bên đây thì nó sẽ gớt ở bên đây. À đúng rồi. À. Còn bên này thì nó đi phân hoàn toàn đây. Đi phân thì ở chỗ này, còn cái phần đuôi bên này để cho nó không bị dính. Đúng rồi. Phải tinh tế mới được. Cũng làm mấy cái hư bỏ rồi, từ từ làm được rút cái gì. Mình đã chơi loại giống gà này lâu chưa anh Long? Anh mới chơi khoảng 3 năm. Dạ. Trước đó thì cũng chơi nhiều lắm. Nhưng mà cái giống gà này nó mới về Việt Nam đây thôi. Hồi trước đó Việt Nam không có. Ở Việt Nam mình thì hiện nay anh có biết là cái số người mà chơi loại giống gà này nhiều không anh? Thì anh bán cho anh em chơi nhiều lắm. Bán anh em cả nước nhiều lắm. Giờ cũng nhiều. Tây Ninh thì có anh với anh Nguyễn Hoàng đó, hai anh em đi chơi thôi. Dạ. Thành phố Hồ Chí Minh thì có thằng em
ngoài mấy con mái mà nó nguyên đẻ, còn mấy con mái mà nó đang đẻ thì ở ngoài kia vẫn được. Cái con mái thì nó đẻ về cái trứng của nó có giống như là gà mình về cái số lượng đó anh. Đây nè, khác. Ồ. Oh. Vậy nó cái trứng nó cũng giống như cái trứng gà của mình ha. Nó giống như trứng gà tre mà. Em cầm lên được không anh? Được. À nó bé hơn tí. Nó bé. Số lượng nó đẻ nhiều không anh? Một con một lần nó đẻ 7-8 trứng nè. Dạ, nó cũng ít hơn so với cái dạ. Gà của mình. Năm đẻ 2-3 lần. Ôi. Con gà mà anh đẻ từng ngăn hết ha. Anh Long cho em hỏi là tại sao anh trước đây thì anh có thường chơi gà của Việt Nam mình rồi anh gặp gà này anh đam mê, hay là tại anh gặp cái bộ lông đuôi nó như thế này mà anh đam mê? Trước đó anh chơi gà Tân Châu, gà Thái và đủ thứ. Để sở hữu được con gà như thế này không phải là đơn giản. Đối với những người mà người ta mua cái giống gà của anh về, người ta nuôi không có để máy lạnh giống như thế này, thì nó cái điều kiện sống của nó có ảnh hưởng so với cái bộ lông của nó phát triển không anh? Tại vì anh thích anh nuôi vậy thôi, chứ anh em nuôi tập từ nhỏ, anh bán người ta nuôi cũng vẫn bình thường. Thì nó ngay mình nuôi vậy thì nó tốt hơn. Và khí hậu nó cũng điều hòa nữa. Cái đuôi cái lông máu nó không bị co thấp. Cái mát thì nó cứ đi ra ngoài. Với lại anh nói là anh nhập từ Godia về nên anh muốn cho nó cái không khí đúng nó rồi. Giống như bên kia phải không? Đúng rồi. Dạ. Hơi lạnh. Cái này thì anh cũng chỉ thử nghiệm mấy tháng mà anh thấy ok. Hồi đó anh nuôi thì nó nóng quá, giờ nó hốc hả hồi nuôi trong này trong mấy nó mới lạnh. Dạ. Nó gà nóng lắm. Gà nó nuôi nó không phát triển tốt. Giờ ấy cái này nuôi nó ra. Em thấy mấy con chú gà này nó cũng rất là sung nè. Nó rất là... Nó hiền, nó thân thiện. Lúc anh nhập về mà cái con gà đầu tiên mà anh nhập về đó, từ Godia anh nhập về đó, thì cái giá tiền nó, giá thành so với mình nó mắc chứ không anh? Hồi đó anh nhập gần 100 mà. Mà giờ nhiều, giờ bây giờ nhập không được. Con này cũng nhập đây anh hả? Ừ. Lúc đó anh nhập về con này đắt tiền không anh Long? Con này anh nhập lúc đó một bộ anh nhập cũng gần 100. Dạ. Yeah. Có cái vòng mà cái vòng phải đeo trên cái cửa, chứ không phải nhiều anh em á thì có mua cái vòng này á của anh em khác, xong rồi đeo vô mà đeo dưới cái cửa này á thì là không được. Đeo phải trên cái cửa này nè. Dạ. Tại vì đây là một cái vòng liền. Đúng cái vòng rồi. Này nó liền vòng đúc. À vòng đúc có vòng nghĩa đúc. Người ta đeo từ nhỏ đó. Dạ đeo từ đó. Khi mà nó sanh ra người ta phân lô phân số đồ mỗi từng con hết. Người ta cho vô thú y đồ y mình ở đây xác định đồ. Dạ. Rồi sau đó là nó lớn lên thì từ cái vòng này nó sẽ không bao giờ tụt ra khỏi cái cửa này. Cửa vừa cái cửa vừa lú vậy nè. Dạ. Chủ gà người ta đã nâng cái vòng lên. Dạ. Tự nhiên cái vòng nó nằm suốt ở đó hoài, nó không bao giờ mà nó tụt xuống được. Quan trọng là cái vòng này. À. Nếu như mà cái vòng mà nó nằm dưới cái cửa này thì nó không phải không chính xác. Đúng có thể không chính xác là gà nhập. Cái thứ nhất không chính xác, cái thứ hai nữa là cái vòng mà nó có cái dấu cắt. Dạ. Cái dấu cắt là không được. Dạ. Cái vòng phải liền. Vòng đó là vòng đúc. Ừ. Đặc biệt là nó phải liền. Cũng có một số con gà nhập mà anh em người ta nhập, nhưng mà mấy thằng bên đó nó không có đeo vòng cũng có, nhưng mà vậy thì nó không hay. Thôi em cảm ơn anh Long rất là nhiều đã dành thời gian quý báu đã cho em chiêm ngưỡng cái đẹp của cái con gà của anh. Rồi. Với lại cái nơi mà anh nuôi gà quá lý tưởng luôn. Em chúc anh Long sức khỏe nha. Rồi cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh rất là nhiều. Em rồi. Chào anh.